cho chị xin cái bông nước muối luôn, quên mất. Nhưng có muộn không rồi. Được anh em mới chịu đau không tốt. Chị đau 5 năm rồi mà. Quen đồ rồi. Mấy trước còn nhiều cái kinh khủng. Có đi em mà. Cái hồi xưa muộn em bọc nhiều quá. Nó nặng. Nhưng mà vẫn đỡ mà. Dạ. Chị đỡ hơn nhiều rồi. Trước xa là một lần em đi lễ là giờ không rủ như thế này. Trước em sai lầm đi lễ cái giờ hướng rộ như thế này. Không phải. Lễ mà hết vậy chứ. Nhưng mà do mụn của em để lâu á. Kêu cái mụn của em lễ không đúng thời điểm. Chứ nhiều người là kiểu đi nặng. Nói chung nặng phải đúng người á. Sợ em nặng sai á. Thấy nhiều mà đang vô quay không thấy gì nữa mày. Vô quay bị mù tịt đi. Giờ em bắt sáng quá. Nó nặng mấy cục ráng phê. Cái nước đùi cho nó là hết rồi vậy. À, hết rồi đó. Muốn hết thăm là có người yêu đấy. Cục nước đùi hết thăm là có người yêu. Còn đó đúng rồi nha. Có chưa? Chưa. Này hạ ngốc là gì? Này hạ ngốc là. Ờ. Đi trong ngày nghỉ rồi em. Xui gì. Giờ bằng nhậu á. Mà sinh nhật con mâm chí à? Ờ. Biết luôn. Có Facebook chị à? Có không? Dạ không. À, có Facebook Hằng đúng không? Facebook
Biết Hằng nghĩ đồ ghê ta. Mình không thấy gì. Mình nói. Sáng chị ngồi cà phê cái cũng gần giờ về rồi, nhưng mà kiểu mà chị ngồi bạn chị về rồi kìa, thế là thành ra là mấy đứa tới hỏi bàn hỏi ghế, xong hết người này qua người họ hỏi lái gì bực mình quá gì đi về. Thế là sao mà dặn mấy đứa ấy là ngồi mà kiểu như là lái thì bình thường, nhưng mà một người hỏi thì bình thường, tự nhiên lái xong không lái, lái xong không lái, rồi hết xin cái này qua lấy cái bàn, xong rồi lấy cái ghế, xong rồi đứa nhân viên hả chị? Nhưng chị ngồi chụp cái gì kiểu như là cái là ban đầu là ông bác cũng lý hiểu không, không có lý thì lần đầu không nói, sau nói nhân viên chuẩn bị đổi địa điểm hôm nay, thế là chị ngồi bực luôn á, ấy là chị đang nói chuyện ngồi mà cái xong chị bực cái chị thì thôi đi về luôn vậy đó. Em dặn là đi chết, là mai về chết rồi. Ý là chị ngồi đó hồi xưa đến trừ rồi. Ý là đi cà phê là thư giãn, mà kiểu như là sáng khách đông á em kìa. Đông đông nhưng mà em chỉ thấy nhiều chỗ còn mà. Bên đây mấy đứa nhân viên mới cũng mới nhiều quá. Đi để lần sau em bù lại cho chị vậy là đi là chết. Bây giờ này nhân viên bên em cũng nghỉ hết, em đang tuyển một lứa mới hết cái nha. Tại vì chị ngồi đó mấy năm rồi, không phải là thì ngồi đúng ngày mà ngồi luôn á, mấy năm rồi phải là ấy đâu, nhưng mà thấy tình trạng rất là lạ. Ý là ngồi á thì ngồi là lấy ghế là chuyện bình thường, nhưng mà ví dụ như người ta đi ra ngoài đồ này kia, đi như chầm vậy là hay ra ngoài ngồi hút thuốc xong rồi đi vô lại á, cái thấy ghế dư á thì cũng kiểu như là lấy ghế á, nhưng mà ý là nó hỏi một lần được rồi là bình thường vậy không nói đây. Hát người này xong đấy đứa kia, ấy là những đứa khác không biết á thì tới, thành ra tự nhiên chị đang ngồi cái xong rồi chập cái ông tới lấy cái bàn, xong chập cái chị dọn đồ không chị, chị ấy là tự nhiên mình ngồi cà phê mình giống như bị đuổi á, em hiểu không? Dạ, hiểu. Nói kiểu mình ngồi cà phê mà giống như là mình đi xin ngồi. Thôi mà con đứa em xin lỗi chị, tự nhiên để về em nói lại nhau, cũng mới quá về em chỉ là ý là kiểu như là chị bật nhưng mà chị có nói, nhưng mà ý là mình kiểu như là không lẽ mình chờ mình nói lại thì cũng kỳ, cái nó là phải biết chứ, khách hàng mà, khách hàng người ta ngồi đâu phải là khách lạ đâu, khách người ta ngồi xưa đến trừ mà. Thôi có cái gì ví dụ như về sản phẩm hay là về cái gì đó chị có thể nhắn cho em được. Em biết em cải thiện nên nhiều khi cái mới. Con nó không làm nữa hả? Dạ. À chị hả? Con mà quản lý ôm 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 á. Trang, chị Trang nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn à? Dạ. Giờ con làm lâu lại muốn đổi môi trường á, về chăm con nữa. Làm ở đây thì tối là làm khuya quá cũng không có thời mà gian. Chị thấy mấy người mà giữ xe ngồi em kìa, mà ra họ làm từ sáng cho tới tối luôn đó. Dạ đâu, theo ca đấy chị. Ủa mà không, bữa nó là buổi sáng là chị thấy rồi, mà buổi tối vậy cũng thấy tiếp. Chắc là ca tối nhờ anh nó lại á. Vì là kêu ra mấy người đi họ làm chi mà họ làm cả ngày luôn xịn nghe đó. Quán em là tổng là ba người bảo vệ.
Nên là chắc là khi anh có việc á, là nhờ nó lên đứng ca tầm 2-3 tiếng thôi. Do vậy thấy kiểu á, mấy người đi sức đông mà họ làm đứng ngoài nắng, ngoài đồ đó. Bên em tần suất xe ra vô nhiều. Nhưng mà nhân viên mà ngoài nó thì lương cao không mà thế.